Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của kênh Nghệ ZD. Thưa các bạn, là ngày hôm qua thì tớ đã tư vấn cho các bạn những chiếc laptop Mobile Workstation mỏng nhẹ nhất dành cho kỹ sư đồ họa của Dell. Thì để thuận theo nhu cầu cũng như yêu cầu của quý vị và các bạn thì hôm nay tớ sẽ mang đến dòng HP Mobile Workstation. Đây cũng là một thương hiệu đến từ Mỹ và cạnh tranh trực tiếp với các dòng Dell Precision của Dell. Thưa các bạn, là dòng HP thì nó theo ngôn ngữ thiết kế dành cho doanh nghiệp cũng như kiểu dáng thiết kế thì không quá bóng bẩy như trên các dòng Dell Precision. Nhưng thưa các bạn, là nó có một sự cuốn hút vô cùng đặc biệt mà chúng ta dùng rồi thì hầu như 100% quý vị và các bạn đã dùng trải nghiệm dòng sản phẩm Mobile Workstation của HP, cực kỳ hài lòng đấy. Trong tổng thể của những chiếc HP hôm nay, mình giới thiệu cho các bạn từ các model giống như Dell ngày hôm qua, đó là từ những model 2016 đổ lên đến 2020 các bạn nhé. Với các phiên bản như là HP ZBook Studio 15G3 sẽ có trọng lượng đó là 2,08 kg, có nghĩa là gần 2,1 kg, nặng hơn một chút so với dòng Dell Precision 5510. Những chiếc máy này cũng được trang bị dòng CPU Core i thế hệ thứ 6, ví dụ là 6700, 6820, 6920 và thậm chí là chip Xeon đấy. Máy có thể chạy chuẩn RAM ECC chống tràn bộ nhớ, chính vì thế rất hữu ích cho các bạn dành cho các ứng dụng về lập trình mô phỏng, cực kỳ ok. Máy trang bị cảm hình đó là Quadro M1000 với số lượng 2GB đó, với khả năng nâng cấp RAM tối đa đó là 32GB RAM, kèm theo màn hình Full HD IPS thông thường, và phiên bản cao nhất còn có màn hình với chuẩn đó là Dream Color, một chuẩn màn hình cực kỳ nổi tiếng của HP đấy. Vâng, thưa các bạn, là đối với dòng ZBook Studio 15G3 thì còn được trang bị hai cổng Thunderbolt kép. Các bạn ơi, với cổng Thunderbolt kép thì với băng thông kết nối ra bên ngoài lên đến 40 GB/s, các bạn có thể kéo ra màn hình bên ngoài với độ phân giải 5K, độ phân giải 6K, thậm chí là chúng ta có thể cắm EEGBU, có nghĩa là cảm hình rời từ bên ngoài để tăng tốc độ xử lý của cảm hình. Thì đây là cổng có kết nối mạnh nhất tại thị trường 2020 hiện nay các bạn nhé. Với Thunderbolt 3 đó là cổng đầu tiên được phát triển trên các dòng MacBook đấy các bạn ạ. Các MacBook sau đó thì tất cả những dòng máy cao cấp của tất cả các thương hiệu, kể cả dòng máy gaming, đều có Thunderbolt 3 để hỗ trợ các bạn kết nối dữ liệu ra bên ngoài cũng như ra màn hình với độ phân giải siêu lớn. Các bạn sẽ xem bài review tổng hợp toàn bộ cách mà mình test máy cũng như khả năng chạy các phần mềm và chạy cả game luôn các bạn ạ, xem có đáng đồng tiền mất gạo hay không. Và các dòng máy này hiện nay đang có giá bán tại thị trường thì nó dao động từ khoảng 18 đến khoảng 22 triệu đồng, bao gồm là rất là nhiều cấu hình, thì các bạn có thể xem lựa chọn cho phù hợp với các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là phiên bản nâng cấp thứ 2 của HP, đó là dòng HP ZBook Studio G4 với trọng lượng tổng thể đó là 2,58 kg, được nâng cấp phần cứng CPU dòng thế hệ thứ 7 bao gồm CPU Core i7 và CPU Xeon. Lần này thì màn hình sẽ có là màn hình 4K cũng như kèm theo màn hình Dream Color và chuẩn màn hình Full HD IPS các bạn ạ. Thiết kế thì không hề thay đổi và được nâng cấp phần cứng mạnh mẽ hơn, bao gồm cảm hình đó là Quadro M1200 với dung lượng 4GB, bây giờ là 4GB chứ không còn là 2GB. Với phiên bản ZBook Studio G3 thì cũng có phiên bản 4GB nhưng rất ít các bạn ạ. Còn với phiên bản này thì mặc định đó là 4GB các bạn nhé, chứ không phải 2GB. Và hiện nay giá bán trên thị trường những dòng máy này nếu xách về kiểu dạng như hàng mới thì sẽ có giá khoảng 27-28 triệu, còn nếu mà hàng kiểu dạng như đã qua sử dụng rồi sẽ có giá bán thị trường đâu đó từ khoảng 20-25 triệu, bao gồm tất cả những cái cấu hình. Các bạn chú ý thì dòng này cũng được trang bị RAM từ chuẩn RAM thường đến RAM ECC. Đấy, nếu sử dụng các phần mềm liên quan đến yếu tố mà RAM có nghĩa là loát các phân vùng bộ nhớ chẳng hạn, với RAM ECC thì hỗ trợ các bạn cực kỳ tốt. Với chuẩn giao tiếp SD NVMe sẽ cho các bạn về tốc độ rất là cao. Đặc biệt bàn phím của máy cũng như các cổng kết nối bên ngoài dùng đều rất là đầy đủ, bàn phím của máy dùng rất sướng các bạn nhé. ZBook Studio 15G4 thì cũng được trang bị đó là hai cổng Thunderbolt kép giống như phiên bản ZBook Studio 15G3, sẽ hỗ trợ các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài với độ phân giải siêu LED là 5K hay 6K, kèm theo có thể là kết hợp thêm đó là EEGBU, cảm hình rời gắn từ bên ngoài cắm qua giao tiếp Thunderbolt 3 các bạn nhé. Thì các bạn có thể xem bài review cũng như đánh giá của mình ngay sau đây, sau đó là các bạn lựa chọn làm sao cho nó hợp lý với tầm tiền đầu tư của quý vị và các bạn. Mời các bạn đón xem.
Vâng, thưa các bạn, với phiên bản ZBook Studio 15G5, các bạn sẽ thấy trên bàn của mình đây sẽ thay đổi thiết kế hoàn toàn, đặc biệt là logo đằng sau. Và lần đầu tiên một dòng sản phẩm Mobi Workstation được tích hợp viền màn hình mỏng. Mỏng thôi, nhưng nếu mà so với ProRedition 5510 hay 5530 thì không bằng. Với ngôn ngữ thiết kế vẫn là đặc trưng của HP, đó là vuông thành sắc cạnh, trọng lượng tổng thể của máy lên đến 2,1 kg, 2,1 các bạn, còn nặng hơn các phiên bản người tiền nhiệm, nhưng lại được trang bị một phần cứng vô cùng mạnh mẽ. Vâng, thưa các bạn, là lần đầu tiên một chiếc Mobi Workstation được trang bị đó là gì ạ? CPU lên đến 6 lõi 12 luồng và RAM của phiên bản này có thể nhận maximum đó là 64GB RAM chứ không còn là 32GB RAM như phiên bản cũ các bạn ạ. Cảm hình được nâng cấp lên, nó dòng Quadro P1000 với dung lượng 4GB. Màn hình sẽ kèm các phiên bản đó là màn hình 4K, màn hình Dream Color hay màn hình Full HD IPS các bạn ạ. Hiện nay những chiếc máy này có giá bán trên thị trường, ví dụ cửa hàng mình đang cung cấp bán ra máy mới, nó khoảng 35 triệu 500 nghìn. Còn các phiên bản được nâng cấp cấu hình cao hơn thì có thể lên đến 40 triệu đồng. Đây là một thiết kế hoàn toàn mới so với các phiên bản cũ, nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các cổng. Các bạn sẽ thấy từ USB, HDMI đến cổng giao tiếp Thunderbolt 3 vẫn đầy đủ để hỗ trợ các bạn kết nối ra bên ngoài với băng thông cực kỳ lớn. Máy trang bị Wi-Fi mới nhất, Bluetooth mới nhất, nó sẽ hỗ trợ kết nối các tín hiệu không dây, dây bên ngoài cũng cực kỳ ngon. Các bạn có thể xem bài review cũng như đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn phải thấy là mình vừa tổng hợp lại toàn bộ những mẫu máy Mobi Workstation của HP sẽ được sản xuất liên hạn từ 2016 đến 2019 các bạn nhé, được bán ra 2020. Các bạn sẽ thấy là phân khúc giá của nó sẽ lên đến từ 18 đến khoảng 40 triệu đồng, là cấu hình maximum nhất bao gồm 3 thế hệ. Đó là ZBook Studio 15G3, ZBook Studio 15G4 và ZBook Studio 15G5. Đây là 3 mẫu máy cực kỳ nổi tiếng trong giới đồ họa. Đấy. Ngoài các tính năng về đồ họa mô phỏng thì các bạn sẽ thấy là máy vẫn có thể kết hợp chơi những cái tựa game khá ok trên thị trường. Chúng ta có thể dùng để render, chúng ta có thể dùng để dựng video 4K, cũng như dùng để lập trình ứng dụng và test các ứng dụng về game thì máy vẫn hoàn toàn thoải mái. Các bạn đều biết là ngôn ngữ thiết kế của HP thì nó không quá bóng bẩy như người tiền nhiệm, đó là các dòng ProRedition 5510. Nhưng nếu các bạn đã từng trải nghiệm những dòng máy này rồi, tớ khẳng định là độ hài lòng lên đến 100%. Đấy, và đặc biệt giá bán thì bao giờ cũng mềm mại, mỏng manh hơn một chút so với Dell, có nghĩa là nó rẻ hơn khoảng 2 triệu đồng và thậm chí có khoảng 4 triệu đồng cho một số mẫu các bạn ạ. Bởi vì đơn giản thì hiện nay các mẫu HP này ở Việt Nam vẫn dùng ít hơn so với người tiền nhiệm, đó là Dell các bạn ạ. Nhưng thực tế thì tất cả chúng ta đều biết thương hiệu máy tính HP là một thương hiệu máy tính cực kỳ lâu đời của Mỹ rồi. Nếu như các bạn đã từng trải nghiệm dòng sản phẩm này, hãy để lại một cảm nhận, hãy để lại một comment để cho những người dùng biết chất lượng thực sự của các dòng Mobi Workstation của HP. Lưu ý các bạn thì những dòng máy này mỏng như vậy nhưng đều đạt được tiêu chuẩn quân sự, đó là STD80G các bạn ạ. Có thể hoạt động chống chịu trong mọi môi trường, rung lắc vân vân. Nhưng thưa các bạn, tất cả những vỏ máy thì đều bằng hợp kim nhôm. Nhưng nếu các bạn dùng thì theo như mình cũng nên cẩn thận một chút chứ không làm va đập hoặc chảy xước máy. Và không may mà móp méo máy thì thứ nhất là cái giá trị máy của chúng ta nó sẽ xấu đi. Còn tất nhiên là những dòng này thì có thể là rơi một phát thì cũng chẳng làm sao đâu. Hoặc thậm chí là chúng ta có thể ngồi lên không làm sao cả. Bởi vì với tiêu chuẩn khung gầm của nó hợp kim nhôm cũng cực kỳ chắc chắn, cũng không phải lo lắng lắm. Nhưng nó móp nó xấu thì cái giá trị máy của chúng ta nó sẽ đi xuống, đúng không các bạn? Và lưu ý các bạn là khi các bạn mua máy thì những dòng máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp chỉ có RAM và ổ cứng thôi.
Các linh kiện bao gồm như là CPU, GPU đều được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ nên chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Nên các bạn mua máy các bạn phải chọn cấu hình ngay từ ban đầu. Khi các bạn mua máy tại cửa hàng mình thì tất cả những dòng máy này kể cả cũ thì nhà mình đều bảo hành với chế độ là 1 năm. Còn đối với máy mới thì trong vòng các bạn dùng 15 ngày, nếu lỗi cho nhà sản xuất thì các bạn sẽ đổi sang một cái mẫu máy khác. Còn đối với các mẫu máy đã qua sử dụng rồi, lương hoàn toàn có thể cho các bạn trải nghiệm 1 tuần hoàn toàn miễn phí, không ý có thể đổi sang mẫu máy khác mà không mất tiền các bạn ạ. Đối với các bạn ở xa thì các bạn chỉ cần đặt hàng qua fanpage của công ty hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho Lương để tư vấn, sau đó để gửi địa chỉ. Hàng sẽ được giao trực tiếp qua bưu điện, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng ok rồi thanh toán cho Lương các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình tổng hợp lại những dòng Mobile Quotation, những dòng máy tính chạm mỏng nhẹ nhất của thương hiệu HP đến từ Mỹ của mình xin đây là khép lại. Các bạn có ủng hộ hay quý mến Lương thì hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị và các bạn thì kênh công nghệ của mình đã sắp đạt 100.000 sub rồi. Một cái mốc phải nói là đáng nhớ, 5 năm nỗ lực của Lương các bạn ạ. Mặc dù là cái trang của mình thì nó cũng không có những cái gì kiểu như nào nhỉ. Mọi người nhận xét là trang của ông này thì mộc mạc này, lời nói dễ nghe này, hoặc đôi khi nói ngọng nó không chuẩn. Thì thưa các bạn, thì với cái kinh nghiệm của mình thì mình chia sẻ bằng kinh nghiệm, bằng cái tâm của mình. Đôi khi nó cũng không mỹ miều, nhưng mình khẳng định là các bạn đến với mình thì cũng sẽ hiểu hơn, hoặc dễ hiểu hơn so với nhiều trang khác thôi. Còn hình ảnh của trang thì nó thực sự là với sự cố gắng thì càng ngày nó càng hoàn thiện đẹp hơn. Đấy. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.